tục lệ hay những lễ nghi đã trở thành thói quen là văn hóa được ước định của một dân tộc sự hình thành tục lệ thường chịu ảnh hưởng của phong tục tập quán trong dân gian hoặc do sự thực hành các tín ngưỡng tôn giáo lâu ngày của một cộng đồng sau khi truyền vào trung quốc phật giáo không chỉ đi sâu vào dân gian hòa nhập với đời sống từng bước hình thành nên một bộ quy phạm lễ nghi về hôn tán hỷ khánh dựng vợ gã chồng chôn cất người chết, thể hiện niềm vui, bày tỏ việc mừng, mà còn có tác dụng thay đổi phong tục đối với các thói quen dân gian mang đậm màu sắc mê tín trong các việc như tổ chức hôn lễ rườm rà, đoán số mệnh dựa trên bát tự, miễn cưỡng tổ chức việc vui trong lúc gia đạo đang gặp rắc rối với mong muốn giải trừ. Vận xui, tà khí, chuyển nguy thành an, gọi là sung hỷ, thực hành tục minh hôn, duy trì lối khóc mộ, xem phong thủy trước tiên liên quan tục lệ cưới xin phật giáo khuyến khích nam nữ thanh niên đến tự viện tổ chức phật hóa hôn lễ lấy tín ngưỡng làm sức mạnh kỳ vọng hai bên gìn giữ lời thề ước tôn trọng và bao dung cùng nhau thiết lập xây dựng phật hóa gia đình một cách chắc chắn và bền chặt về phương diện sinh con đẻ cái phật giáo cho rằng bà con gia quyến đều là những người có duyên mới gặp gỡ chung sống với nhau vì thế người làm bậc cha mẹ lúc bình thường phải có tâm lý lành mạnh và hành vi đoan chính đặc biệt sau khi người mẹ mang thai cả hai vợ chồng càng phải bồi dưỡng nhân thiện duyên lành vì vậy ngày thường cha mẹ nên lễ phật tụng kinh nghe pháp hoan hỷ bố thí nuôi lớn lòng từ bi và thiện căn nhờ vậy mà thân tâm có đủ phước huệ thanh tịnh như thế sau này khi con cái ra đời thể xác và tinh thần của chúng có thể được hưởng sự di truyền nhân cách tốt đẹp của cha mẹ. Đây chính là cách dưỡng thai tốt nhất khi em bé ra đời, bậc cha mẹ có thể tham khảo những từ ngữ mang ý nghĩa Phật giáo để đặt tên cho con. Lúc đầy tháng có thể đến tự viện lễ Phật, thậm chí tổ chức lễ gửi danh. Cho đứa trẻ gửi gắm Phật tổ làm nhân duyên cho đứa trẻ quy y Tam Bảo sau này, đồng thời có thể mở tiệc mừng chê tịnh mời những người thân thiết tránh giết gà mổ heo để thiết đãi khách khứa hoặc để tẩm bổ cơ thể cho mẹ. Bởi vì chim trời cá nước tuy là súc vật, nhưng cùng là sinh mệnh hữu tình, nên cần có sự tôn trọng đối với chúng, nếu vì tham ăn ham uống, giết mổ tùy tiện, làm cho mẹ con chúng chết chóc chia lìa, gieo kết oán hận, thì bản thân cũng khó mà đạt được hạnh phúc an lạc khi con cái trưởng thành có thể tổ chức một hình thức như lễ như quán thời xưa để đánh dấu việc trẻ đã thành niên. Lễ này có thể được tổ chức ở tự viện, cũng có thể tự mình tụng kinh lễ Phật để hồi hướng. Với việc Phật hóa gia đình, tốt nhất nên xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin Phật giáo cho con trẻ ngay từ lúc chúng còn nhỏ, cố gắng sớm quy y tam bảo cho chúng, có sinh ác có tử. Sinh, lão, bệnh, tử là lịch trình mà đời người tất phải trải qua dân gian thường dựa vào y sinh tử đại sự lại nữa nhiều người còn muốn chứng tỏ thân phận địa vị cho nên một khi gia đình có người qua đời thì thường hay phô trương lãng phí lúc đưa linh cửu đến nơi an táng thường sắp đặt âm nhạc điện tử xe hoa diễu hành khóc mộ lại còn mê tín xem phong thủy khăng khăng giữ thổ táng chọn ngày sau khi chết nội trong 8 tiếng đồng hồ không thể nhập liệm, đốt vàng bạc nhà cửa đồ mã, cứ chấp vào những điều mê tín này chẳng những không có chút lợi ích gì. Đối với người chết, mà còn tổn hao nặng nề thêm đến sức của, tinh thần của quyến thuộc người thân, Phật giáo cho rằng nghi lễ mai tán quý ở chỗ tiếc thương với tấm lòng chân thành, đặc biệt cần phải coi trọng quan tâm, săn sóc lúc hấp hối, để người chết vãng sinh một cách an tâm nhẹ nhàng tôn nghiêm làm cho gia quyến mau chóng hồi phục những nỗi bi thương mất mát cuộc sống sớm trở lại bình thường vì vậy phật giáo chủ trương hỏa táng không xa hoa lúc nhập liệm không cần phải dùng quan tài lộng lẫy không trang sức bằng các thứ y phục như áo liệm quý giá khác pháp hội phật sự nghĩa là những nghi thức được cử hành trong các dịp lễ lượt theo quan điểm phật giáo nên cố gắng tổ chức trang nghiêm mà không rườm rà phức tạp Tốt nhất, tang chủ nên tham gia nghi thức tùy đường siêu tiến, hoặc là tìm thời gian phối hợp với bạn bè thân hữu, cùng nhau tập trung tại Phật đường, chí tâm niệm Phật để cầu siêu cho người quá vãng, và đồng thời không nhất định phải trải qua các kiểu nghi thức tế bái như 7 ngày, 14 ngày, cho đến 49 ngày sau khi người thân qua đời. Đặc biệt, Phật giáo chủ trương sự tưởng nhớ chân chính có ý nghĩa đối với người chết nghĩa là làm sao để người đã khuất vẫn còn lưu lại lòng nhân từ tiếng thơm ở trần gian ví dụ vì người qua đời mà bố thí giữ gìn sự nghiệp văn hóa và giáo dục hay vì người mất mà xuất bản sách báo nêu cao cách nhìn về người đã khuất trên tinh thần ấy thành lập quỹ tài trợ cung cấp học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học cả đến việc hiến tặng bộ phận cơ thể những việc làm này không chỉ có lợi cho tha nhân mà đối với người đã chết còn là tư lương trên con đường đi về thế giới bên kia về các việc khỉ khánh đối với việc chúc thọ trong dân gian có rất nhiều hình thức có người mở tiệc lớn đãi khách có người tổ chức ca hát nhảy múa có người mời đoàn kịch về khu chiên gõ trống chung quy những trò đó không tách rời sự ồn ào náo nhiệt nhưng chính vì thế nó làm mất đi ý nghĩa của việc mừng ngày ra đời Phật giáo vốn không chủ trương mừng sinh nhật bởi vì sinh nhật chính là ngày mẫu thân sinh nở phải chịu nhiều đớn đau, gọi là ề mẫu nan nhật. Vì vậy, tín đồ Phật giáo có thể tụng kinh bái sám vào ngày này, hoặc tham gia Pháp hội báo ân, Pháp hội đại bi sám được nhà chùa tổ chức, cho đến thiết trai cúng chúng 11, giúp vào việc in ấn và phổ biến kinh sách Phật giáo, bố thí cùng dường như thật sự muốn tổ chức mừng thọ cho mình, thì nên tổ chức vào lúc được 60 tuổi sau đó mỗi lúc tròn 10 năm thì lại mừng thọ một lần, như 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Mừng sinh nhật tốt nhất có thể tổ chức theo đoàn thể, tập hợp những người được chúc thọ cùng một tuổi, cúng Phật trai tăng theo định kỳ, nếu mở tiệc chiêu đãi thân hữu, tốt nhất không thiết đãi cổ bàn tanh mặn, không nhận quà mừng, lấy nghiêm trang tiết kiệm làm nguyên tắc ngoài ra, việc hỷ khánh bình thường, như thăng quan tiến chức, khánh thành nhà mới, khởi công động thổ, khai trương, mở hàng, an vị tượng Phật, cho đến xe mới. Có thể thỉnh Pháp Sư đến tổ chức nghi thức sái tịnh, chí thành tụng niệm chú Đại Bi, lấy dương chi tịnh thủy gột rửa đàn tràng, để mong tiêu tai tăng phước. Nhậm chức, trao giải thưởng, tổ chức hội nghị có thể dựa vào nghi thức Phật giáo, đặt tượng Phật vào hội trường, ca bài tam bảo tụng. Thành kính mời Pháp Sư khai thị, cũng có thể chọn từ viện giảng đường làm hội trường, vừa trang nghiêm lại thuận tiện, tóm lại, Phật giáo chủ trương các quy phạm tục lệ lấy không hư vinh, không chấp trước, không phô trương, không mê tín làm nguyên tắc. Đặc biệt, tín đồ Phật giáo nên đưa niềm tin hòa vào trong đời sống, để biến đổi mọi hoạt động của đời sống theo Phật giáo, dùng Phật Pháp làm biến đổi mọi hoạt động của đời sống khiến cho cuộc đời luôn được giáo pháp của đức phật hướng dẫn thì chắc chắn đời đời thân tâm an lạc xứ xứ thanh bình